Quý vị các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Nếm sẽ tiếp tục đưa quý vị các bạn đi tham quan một cái vùng biển mà nơi có người Việt sinh sống tại Trung Quốc, đó chính là khu vực Tam Đảo. Cụ thể là có những cái ba làng, đó là làng Hu Tàu, làng Vạn Vĩ và làng Sơn Tâm. Vì khu vực này thì đang là một cái con đường đê ven biển để dẫn tới với cả đảo Vạn Vĩ. Đây mọi người thấy không? Ở phía bên tay phải của con đường đê này thì họ sẽ nuôi con giống, rồi nuôi tôm, nuôi cua. Còn ở bên tay trái này thì nó sẽ có một cái vịnh. Ở bên ngoài này là biển nhé. Vịnh và nước bạn thì họ sẽ nuôi hàu. Nó khá là giống với cả khu vực Đồ Sơn, Hải Phòng của mình. Tuy nhiên là mình cũng không biết tại sao mà ở con đường đê phía bên trên này lại chưa được xây dựng. Có lẽ là họ đang gấp rút làm một cái con đường ở phía bên dưới kia để cho bà con đi thuận tiện hơn. Còn đê trên này thì chỉ để tạm thời như thế này thôi, nó cũng xuống cấp cũng rất là nhiều rồi. Mặc dù là đường rất xấu nhưng mọi người thấy là có camera rất nhiều luôn. Mọi người nhìn này, cứ tầm khoảng 50 mét thì sẽ có một cái trạm camera an ninh như thế này. Vì vậy là ở bên Trung Quốc này họ kiểm soát công dân, kiểm soát tội phạm rất tốt. Nếu như mà có vấn đề gì xảy ra đơn giản như là va chạm giao thông thì họ sẽ truy vết rất là nhanh. Đấy, cứ 50 mét lại có một trạm camera như thế này. Cơ quan an ninh thì họ sẽ theo dõi từ xa. Kết thúc con đường đê xấu xí vừa rồi thì bây giờ mình đang tới với một cái con đường có hàng dương rất đẹp, mọi người nhìn này. Cây này thì nó rất là phù hợp để trồng ở những cái vùng ven biển, bởi vì nó chịu được bão gió và thậm chí là nó hơi nước mặn nó cũng có thể chịu được. Nên là khi mà tới đâu ở vùng ven biển của Việt Nam thì chúng ta cũng dễ dàng thấy được cái hàng dương như thế này. Sau lưng của Nếm đây là hai người bạn, và hai người bạn này thì thường xuyên sang bên chỗ Đông Hưng Trung Quốc để quay. Bạn Vương Khang và bạn Vương Linh. Thì ngày hôm nay thì mỗi anh em sẽ thuê một chiếc xe máy điện như thế này để đi lại cho nó thuận tiện, với cái mức giá là 15 tệ một ngày. Và bây giờ thì Nếm cũng đang cung cấp cái tour 2 ngày 1 đêm cũng như là 3 ngày 2 đêm tại thành phố Đông Hưng, cửa khẩu Móng Cái hoặc là cửa khẩu Hà Khẩu ở trên chỗ Lào Cai. Nên là nếu quý vị khán giả mà có nhu cầu sang bên chỗ Đông Hưng hoặc là sang Hà Khẩu du lịch thì có thể là liên hệ với Nếm để Nếm làm tour cho mọi người, có thể là tour ghép hoặc là tour riêng. Chúng ta đã tới được với trung tâm của đảo Vạn Vĩ rồi. Tại đây thì rất nhiều người dân tộc Kinh gốc Việt đang sinh sống ở đây từ nhiều đời nay rồi. Và mọi người có thể thấy là nhờ vào cái nghề mà đánh bắt thủy hải sản rồi nuôi trồng thủy hải sản nên bà con ở đây sẽ xây dựng nhà cửa rất khang trang và lớn như thế này. Trong ba đảo thì đảo Vạn Vĩ sẽ là đảo du lịch mọi người nhé, bởi vì đảo Vạn Vĩ thì sẽ có một cái đường bờ biển mà không chỉ có người dân Việt Nam sang đây du lịch đâu, mà các du khách các tỉnh khác của Trung Quốc cũng sẽ tới đây. Tuy nhiên nếu mà vào tới đây, nếu như mọi người thấy ai mà đội nón lá thì có thể hỏi luôn xem có phải là người gốc Việt không. Con chào bà. Ba người, bà người gốc Việt đấy à? Con người Việt Nam đi du lịch. Con đi du lịch chưa bà? Đấy con nhìn thấy cái nón này con thấy là người Việt Nam này. Việt Nam. Bây giờ ai ở Trung Quốc ấy, ai cũng tổ chức nón này. À nón này nó mát bà nhỉ? Mà. Vàng. Ờ, bây giờ lại cái nào đây chăng? Con đi chơi thôi. Bà là người dân tộc Kinh à? Người chính là cái làng đây thì hai đồng rưỡi thì là nói là tiếng ấy. Bây giờ đây thì ở giữa đây thì nói tiếng Việt này. Nhưng bà gốc ở tỉnh nào? Bà ủa, gốc bà là người An Nam. Nhưng bà gốc tỉnh nào ở bên đấy? Ở giữa làng thôi. Bà sang đây khoảng 300-400 năm bao nhiêu đời rồi? Người An Nam. Người cái đường đấy là cái đường phụ nào sang đây được không? Vâng. Bây giờ đây là đường đấy là 3-4 đời. 3-4 đời ạ? Vâng, con cảm ơn bà. Vâng. Dạ vâng, anh chúc bà nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào trong chợ Vạn Vĩ để xem cái hải sản nó đa dạng nhà nào. Ui ôi, cua huỳnh đế. À đây là cua hoàng đế, cua huỳnh đế khác.
Trời ơi, con này rất là to mọi người ạ. Khi mà khách du lịch tới đây ấy, thì họ sẽ mua những cái con này và chế biến ở những cái nhà hàng hai bên kia. Ui nhưng mà con này to lắm ấy. Ui, nhưng mọi người thấy cái phép quy chiếu bàn tay của mình này, nó to. Ui, nó theo to phải bằng hai bàn tay của mình. Và một cái càng như thế này nó tới tầm khoảng 40 cm. Nó to lắm ấy mọi người ạ. Trên video thì mọi người thấy nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà đây cho mọi người xem. Ui, to lắm, ui nhiều thế nhỉ. À, anh ơi, nguyên từ đây tới đây em nghĩ là nó 70 rồi này. Ừ, thì ý anh một cái càng kia đấy, một cái càng đã là 40 rồi. Mét đấy. Ui, con này cũng to này. Mỗi con như này, theo cái ước tính của mình, mỗi con như này nó rơi vào tầm khoảng 3 cân hơn. 3 cân hơn. Đấy là cân theo cân quốc tế đấy. Của Canisa, cái của Canisa. Mấy nỉ, mấy nỉ. Cô sở chén đi chi nè, lá quả nè. Chế chính cắn vào không? Y phải 168 tệ một cân. Cân chung. À, mình nhân thử nhá. 168 thử mình nhá. 168 nhân với 2 nhân với 3.600. À chết rồi. Nhân với 36. 36 bằng 1.2 triệu. Ô rẻ lắm mọi người ạ. 1.2 triệu một cân cua hoàng đế này là rất rẻ đấy. Bởi vì là bình thường ở Việt Nam bán ở siêu thị các thứ là cua hoàng đế này nó rơi vào tầm khoảng 2.5 triệu đến tầm khoảng 2.9 triệu. Ô rẻ thật mọi người ạ. Đi sang bên này đi. Nào xem còn những cái gì mặt hàng nào không. Đây là tôm hùm bông. Tôm hùm bông và tôm hùm xanh. À, tôm này chắc là rẻ hơn đấy. Cua 100 tệ. 100 tệ là 100 tệ là một cân. 700.000 một cân á. Thế là rẻ đấy mọi người ạ. 700.000 một cân, cân này đấy, quốc tế đấy. Đây là tôm này là tôm 201 kg. Ồ thế thì mình thấy là hải sản bên này rẻ đấy mọi người ạ. Rẻ hơn đấy. Cái con tôm này nếu mà chúng ta nướng lên ăn rất là ngon nhỉ. Còn ghẹ này thì hơi nhỏ. Ghẹ này hơi nhỏ. À bên này thì có con sò mai nữa. Ui. Đây là con sò mai. Sò mai này nếu mà nướng mỡ hành thì rất là ngon. Đây là bào ngư. Bào ngư đây. Bào ngư này, tu hài kia. Nhiều thật đấy. Đây là chính các du khách Trung Quốc họ đang mua để lát nữa họ đang mang ra ngoài kia chế biến. Để mà trong nói ở trong cái khu chợ này thì chắc là nó sẽ phải tới cả 100 kiosk luôn. Và toàn là hải sản bởi vì đây là vùng biển mà nên hải sản sẽ là mặt hàng chủ đạo. Ốc hương này thì mình không biết là ở đây họ có nuôi được không, nhưng mà ở bên Trung Quốc họ nhập ốc hương của Việt Nam rất nhiều. Đây là con cá song này. Cá song, ô con cá trình này. Mọi người này thấy có hai con cá trình không? Đấy. Con cá trình này mà om chuối đậu hoặc là nướng muối ớt thì ngon lắm. Đừng cắn đấy, nó cắn đấy. Vách tay nó kia bị cắn rồi, nó vách luôn rồi. Nhiều cá lắm. Bên này cá chim đây. Đây con cá trình như này này, con cá này, con trình này ngon hơn này, con trình này ngon hơn này. Con này có khi có điện anh nhỉ? Không, con này không phải trình điện đâu. Con này là trình thường thôi. Hả mình đây có không? Phải chào, phải chưa? Phải chào. Chưa bảnh à? Phải sư. À. Đây tôm rất là ngon. Hay hảo khai đẹp á? Hảo khai, hảo khai. Tôm này là tôm... Ồ, ở đây có cả con bông thùa đấy à? Đất chứ nhỉ? Ừ, đấy. Nhầm đấy là xá sùng. Ừ, nó hình như xá sùng đúng không? Xá sùng này 3 tiền cân hả chị? À? Không biết nói. Không biết nói à? Chị nói tiếng Trung đi. Tiền Trung bao nhiêu? Ừ? Tiền Trung bao nhiêu một y trinh? Cơ sở chén y trinh? Y phải ủ là 150 à? Nông thảo là y phải ủ. 150 một cân, đấy là cân tươi. Nãy nhân tiếp, nhân cho mọi người xem nhé. 300 tệ Việt
150 nhân với cả 2 nhân với cả 36. 1 triệu. 1 triệu một cân. Ừ, đắt. Đây, cái mặt hàng này thì đắt hơn ở Việt Nam rồi, bởi vì bên Việt Nam nhiều hơn. Đây, bảo ngư to lắm mọi người ạ. Bảo ngư con này size, nếu mà cái size này thì mình nghĩ là nó là size tầm khoảng 20-25 để một cân. 20, còn nó size này size nhỏ hơn này, size này 30-40 này. Ở Việt Nam mình những cái size kiểu nhỏ nhỏ như thế này thì nó rơi vào tầm khoảng 700-600-700. Còn size to này thì đắt hơn một chút. Nói vậy thôi, chém gió vậy thôi chứ mình làm gì có tiền ăn bào ngư đâu. Anh em đi quay toàn ăn mì tôm thôi. Em ơi, trưa nay mình có nên ăn mì tôm không nhỉ? Như mì tôm này đúng không? Anh em ăn mì tôm này nhá. Đấy. Tôm này là tôm, đây không phải tôm hùm bông, đây tôm hùm bông đây. Tôm hùm bông này sẽ là đắt hơn này. Bên này thì mình thấy có con cá bơn này nữa, nhưng mà con này rất là dị nhá mọi người nhá. Đố mọi người biết là nó đang nằm ngang hay là nằm ngửa. Bởi vì nhìn cái mặt của nó này, cái cấu trúc mồm của nó nhá. Cái cấu trúc mồm nó nằm ngang, nhưng cái mắt thì nó lại như thế này. Con này là một trong những con rất là dị của biển cả. Nó là gần như là một cái con mà bị lỗi của tạo hóa. Nó bơi ngang, nó nằm nằm dẹp như này, nhưng mà trông thì giống trông nó lạ lắm mọi người ạ. Đây này. Đấy. Em có công nhận không? Con này nó như này là nó đang nó nằm đúng cái cấu trúc của nó đấy. Nhưng mà mặt thì nó lại trông kiểu mặt nằm ngang này. Em nhìn không? Nhìn thấy lạ không? Con cá bơn. Đây bên này cũng có mấy con nữa đây này. Đấy, trông này, con này là con thất bại của tạo hóa luôn đấy, bởi vì mắt xiên xẹo. Nó lại không giống như con cá đuối nhá, con cá đuối thì thà nó nằm ra đã khác. Chị. Con đen đen này là con gì? Con này là con song. Con này là nấu gỏi hay là ăn gỏi là ngon nhất. Rồi gỏi hoặc là lẩu. Ui nhiều nhiều lắm, nhiều lắm. Mình đang thấy một con ốc voi này. Con ốc voi này có lẽ là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 5 cân. Làm một đĩa như này, nhưng mà trông vậy, trông to xác này thôi. Nhưng mà làm ra thì nó chỉ được một đĩa kiểu đĩa gỏi thôi. Bình thường mình ăn ở những nơi như là Côn Đảo các thứ thì con này, đây. Con này trông như này vậy thôi, nhưng mà nó sẽ rơi tầm khoảng 2 cân đấy, 2-3 cân đấy. Đây, cái này thì thường người ta sẽ làm gỏi. Cơ sở chén ý chín sư sự 45 đồng, 45 đồng một cân là 90 đồng Việt Nam, chỉ 300.000 đúng không? Thì ở Đồ Sơn của mình bán loại ghẹ nhỏ như này thì nó rơi vào tầm khoảng cũng 300.000 cũng xem đây là bào ngư đây, nhiều bào ngư lắm. Đây là bào ngư đây. Bào ngư này nhưng mà cái size lẫn lộn tí. Bào ngư này bán theo cân. Ở đây bán theo con sao ấy? Hả? Chưa cưa, ý cưa tôi xào à? Ba con này là 13, con to này là 13 đồng một con. À, người ta bán theo con á? Vâng, con. À, 13 đồng một con. À. Con to. Bởi vì là họ phục vụ cho khách du lịch mà đúng không? Nên là họ sẽ tính cái tiền giá lên món hay là mang vào kia thêm một giá khác. Mang trong kia vậy? Mang vào kia thì em chưa thử. À. Đây. Ốc hương cũng nhiều lắm. Nhưng mà ốc hương này thì ở ốc hương này tiêu chuẩn này, ok này. Ở đây mình đang thấy một cái con sò điệp nhảy. Rất là ngon, con sò điệp này nếu mà các bạn mà nướng lên thì cực ngon luôn, bởi vì nó có cái cơ này, cơ của nó rất là hay. Đây là ốc này mình quên mất tên rồi. Ốc này ăn cũng khá ngon. Nhưng bản thân mình thì mình thích điệp với cả con bàn mai này hơn, con sò mai. Bên này là gian hàng cá. Đây là cá gì anh? Baby shark. Ừ. Nó thực ra thì nó là dòng cá mập. Nhưng mà nó ở một số nơi gọi là con cá nhám thôi. Ở chợ anh bán đầy. Thì cái chợ con này nếu mà muốn làm ngon ấy thì người ta sẽ phải nhúng nước nóng kia để đánh cái da này cho hết lớp tanh. Tuy nhiên nhiều người ăn thấy được thì thấy ngon, còn nhiều người ăn không được thì không chịu được cái mùi của nó, mùi nó gây lắm. Con đấy mình bán bao nhiêu tiền một cân? Bên anh rẻ lắm. Nói chung là nó tính bằng 100.000 cân thôi. Thế thì rẻ.
rẻ lắm. Con này bởi vì là nhiều người không ăn được nên là nên nó rẻ. Đấy là lý do tại sao mà cá mập người ta chỉ lấy mỗi 2 cái vi thôi, còn thân nó vứt hết xuống biển đấy, nó gây lắm. Nói chung là hải sản bên này đa dạng lắm mọi người ạ, rất nhiều loại cá. Đây là con mực lá, mực mai. Rồi, nhiều. Anh có khi anh em mình ra biển tí xem có ai đang đánh bắt gì không nhỉ? Ui hàu, hàu múp nhỉ? Hàu múp chưa này? Ấy, hàu đấy. Cô ơi, cháu vẫn chưa phân biệt được con bông thùa và con xá sùng nó khác ở nhau ở điểm nào? Này cái mà đi đi có sẽ ra chỗ. Nó sẽ đi. À, con thùa thì cũng chỉ con lầy tính thôi. À, con lầy tính. À. Tôi đoán là bông thùa, cũng có là lầy tính. À, cô nói là một tí rồi, cô nói là một tí tiếng Việt thôi. Cô tinh hợp hàng cả. À đây cô đang tách ngao ra để bán ruột đây. Có vẻ là cửa hàng này là chuyên bán ruột thôi. Nhưng mà công nhận là cái con hàu này nó múp thật đấy các bạn ạ. Nó múp kinh khủng luôn này, mọi người nhìn này. À, hai con là được bằng lòng bàn tay luôn đây này. Ở Trung Quốc thì sẽ có một số những cái vùng biển du lịch nổi tiếng thì nằm trong số đó. Có cả đảo Vạn Vĩ này. Tuy nhiên là mùa này thì không phải là mùa mà du lịch biển, vì vậy là chúng ta sẽ thấy khách du lịch ở đây khá là vắng. Nếu như quý vị khán giả mà đến vào mùa hè đấy thì quanh đây tất cả các hàng quán đều tấp nập. Rồi những chiếc xe caravan họ chạy từ khắp các tỉnh thành miền núi khác của Trung Quốc, họ sẽ đổ về đây để tắm biển, để trải nghiệm. Có lẽ là năm sau mình sẽ tới với cả đảo Hải Nam, một hòn đảo mà được mệnh danh là Hawaii của Trung Quốc. Thì ở đấy họ đầu tư rất nhiều về du lịch biển. Thì năm sau mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Mùa này thì mình sẽ tập trung khám phá về du lịch Trung Quốc nhưng mà ở khu vực miền núi. Đấy, hàng quán ở quanh đây bây giờ cũng hơi vắng. Ở những cái cửa hàng ở phía bên ngoài này thì mình thấy cũng sẽ có những cái bể hải sản. Tuy nhiên là số lượng thì nó không thể nhiều như ở trong chợ kia. Như quý vị khán giả mà muốn ăn ở ngoài bờ biển này thì cũng có thể order họ. Thì họ sẽ chạy vào trong chợ kia để mua cho chúng ta. Nhưng mà để mà chủ động nhất thì mọi người nên vào chợ tham quan và ưng cái con nào thì mua con đó, xong rồi đem ra ngoài này cho họ chế biến. Thì họ cũng sẽ chỉ tính thêm công chế biến thôi. Đây rồi, chúng ta đã tới được với cả biển Vạn Vĩ. Wow, hôm nay nước hơi to mọi người ạ. Nước to và thuyền đánh cá kia vào khá là sát với ở bờ. Để mình kiếm chỗ để xe sau đó mình quay cho mọi người xem nhé. Chào chị nhá. Chị người Việt à? Ồ, sao chị không em chào chị mà chị không chào mà. Khi mà tới đây nếu như mà mọi người mà thấy ai mà đội nón lá đấy thì gần như là 99% là họ là người Việt. Thậm chí là đây có hai cái hình tượng chibi cũng nói về người dân tộc Kinh tại khu vực đảo Vạn Vĩ này. Họ đã tới đây từ rất nhiều trăm năm trước và sinh sống tại đây. Giọng nói, tiếng nói vẫn còn giữ được. Bình thường vào những cái lần trước mình tới đây thì bãi biển rất là xa. Bãi biển có lẽ là phải tới cả 100 mét cơ. Nhưng mà hôm nay thì nước lên sát bờ như thế này. Nếu mà chúng ta muốn tắm thì rất là khó. Đảo Vạn Vĩ này thì có rất nhiều ngư dân nữa, nên là việc mà tàu bè nó neo sát với cả bờ biển như thế này thì cũng không tránh khỏi được. Tuy nhiên mình thấy đây là một cái sự quy hoạch chưa tốt cho lắm, bởi vì nếu như một số vùng biển du lịch khác của Việt Nam ấy thì tàu bè đánh cá như thế này sẽ phải neo đậu ở một vùng riêng. Còn bãi biển sẽ dành riêng cho việc phát triển du lịch. Đấy thì sẽ là đẹp nhất. Nhưng mà chắc là ở đây thì chính quyền họ tạo điều kiện cho người dân kết hợp đánh bắt cá mà không bị đội chi phí quá. Chứ nếu mà bây giờ bắt các tàu bè này đi sâu vào trong chỗ vùng vịnh vừa nãy để neo đậu rồi quay trở lại đây thì cái việc vận chuyển nó rất là khó mọi người ạ. Nên này cũng thông cảm cho bà con thôi. Đấy, tàu bè neo rất là sát bờ. Không biết là cái cơn bão Yagi đợt vừa rồi thì ở bên đảo Vạn Vĩ này có ảnh hưởng gì nhiều hay không. Nhưng mà mình thấy là họ phục hồi rất là nhanh. Quê ở trên cửa khẩu à chú? Chú à? Chú là người gốc Việt nhỉ?
Chú sang đây lâu chưa hay là sinh ở đây luôn này? 500 năm à? 500 năm rồi. Gốc người ở đâu? Gốc ở đâu? Gốc Hải Phòng. Đấy cháu cũng Hải Phòng đây. Hải Phòng Đồ Sơn. Nhưng mà cháu ở Kiến An, Hải Phòng Đồ Sơn nhiều nhỉ? Đây là Hải Phòng Đồ Sơn. À vâng, chú họ gì? Sang đây mấy 500 năm rồi vẫn. Nhưng mà chú họ gì? Họ Tô. Họ Tô. Cháu họ Đặng, không cùng họ nhỉ? Đặng á? Vâng, họ Đặng. Họ Đặng, họ Tăng à? Họ Tăng ấy, Tăng ấy. Về Trung Quốc gọi là Tăng ấy. Thế này, thế mùa này mình không đi đánh cá à? Hôm nay nó bão có gió, không, có cá thì mới đi, không có cá thì đi làm. À, là cũng đi đánh cá nhỉ đúng không chú? Vâng. Mà cháu đi du lịch. Nhà báo à? Đó, đi chơi, đi quay tàu Jin. Tàu Jin. Tàu Jin thôi. À. Làm quán ở đây. À đâu đâu, chú làm quán ở đâu? Em bây giờ sang ngồi quán chú chơi tí. Quán bây giờ đang chú định thuê đám đất ở đây để làm quán à? Quán uống nước đi. Thuê này chỗ này bao tiền một tháng? Đấy. Ừ, vâng. Thì làm mấy được? Bao nhiêu cơ? Vạn mấy? Một vạn mấy á? Vạn mấy. Một tháng á? Đâu, một năm. À, một năm là một vạn mấy mọi người ạ. Chắc là rơi vào tầm khoảng tính ra tiền Việt thì rơi vào tầm khoảng 30 mấy triệu một năm cho cái đám đất này. Và sau đó thì làm kinh doanh dịch vụ. Ở đây chắc là sau làm ăn uống chú nhỉ? Làm quán ăn. Làm quán ăn đúng không? Làm quán du lịch này. À, làm quán du lịch. Vâng. Cho khách du lịch lại ăn này. À, lại ăn đúng không? Bây giờ mới làm. Vâng. Đấy, mọi người thấy không? Đây là người gốc Việt ở bên đây làm ăn rất nhiều ở đảo Vạn Vĩ. Sinh sống ở đây được 500 năm rồi. Rất nhiều đời đây. Ô, cháu hỏi tí bên này là miếu thờ gì đây? Miếu thờ Thành Hoàng hay là miếu thờ gì? Miếu đây là coi như là miếu về. À. Các ông ở miếu ở đây. À. Thờ biển ấy, thờ thần biển ấy. Ba vị các cơ quan. À. Thờ ba vị Thành Hoàng đấy à. Đây. Nói chung là ở dân vùng biển ở đâu thì chúng ta cũng sẽ thấy có những cái ngôi miếu như thế này. Hay, cháu cảm ơn nhá. Cái kia nếu mà muốn đi ra chỗ điện gió kia thì đi kiểu gì hả chú? Đấy, đi mảng, đi tàu, đi mảng, đi. À đi tàu rồi đấy mất bao nhiêu tiền? Bây giờ đi du lịch, chở khách đi du lịch ấy. Thì bao nhiêu tiền? Ví dụ nếu mà đi tàu từ đây. Tùy theo. Chú ví dụ cũng có 200 là cũng có 400. 400 tệ. À. 200 tệ một đấy là tính một người hay là một thuyền? Một thuyền. Một thuyền á? Một mảng ra một chuyến ấy. Nhưng mà ra bao lâu mất bao lâu? Đi ra đấy đánh cá, thả lưới, chơi bơi ở không nhưng mà nếu mà muốn ra cái điện gió kia có điện ra được không? Ra được, không mà phải đấy đi xa lắm đấy. Ở đây nhìn vậy mà ra đấy cũng phải có 20 mấy hải lý đấy. Vâng, nhưng mà nếu mà đi vẫn đi được gì? Đi được. À, cả đi lẫn về khoảng bao nhiêu phút? Đi ra về cũng phải 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng? Ôi. Thế nếu mà đi ra đấy khoảng bao tiền chú? Đi vậy phải cũng phải có hơn 1.000 nữa, cũng phải có hơn 1.000. Hơn 1.000 thì mới ra được đến đấy. 1.000 là tính ra là bằng 3 triệu 6 tiền Việt. Đúng. À, chào cảm ơn chú nhá. Vâng. Đây để nếm chỉ cho mọi người xem về cái hệ thống điện gió nằm nổi trên mặt biển của Trung Quốc như thế này. Thực sự là Trung Quốc là một quốc gia mà họ tiêu thụ năng lượng rất nhiều luôn. Mà đến giờ thì họ vẫn bị cái cơn khát điện. Nên là họ vẫn tiếp tục xây những cái thủy điện, rồi nhà máy điện hạt nhân và điện gió như thế nữa. Trung Quốc thì họ cũng đang cố gắng tạo ra những cái nguồn năng lượng xanh, tái tạo như là điện gió và điện mặt trời. Một cái công trình mà nổi lên giữa biển như thế này đúng thực sự là chỉ có Trung Quốc họ mới dám làm được thôi. Bởi vì mình đã từng vào trong chỗ Bạc Liêu ấy, Bạc Liêu của Việt Nam ấy, thì thấy là cái điện gió ấy nó nằm sát bờ thôi và họ xây cái cầu ra. Nhưng mà đây là họ xây hẳn trên biển luôn mọi người nhé. Đón ở những cái nơi mà có nhiều gió nhất. Trên máy quay thì chúng ta mới sẽ thấy được qua tới cả tầm khoảng có lẽ là tầm khoảng hơn 100 ấy.
một trăm mấy chiếc điện gió đang quay liên tục ở ngoài kia, mà họ xây nổi trên mặt biển luôn mọi người nhé. Chắc là họ sẽ đổ xuống dưới biển giống như là làm những cái giàn khoan ấy, và công nhận là khủng khiếp, quá là nhiều luôn ấy. Trời ơi, chít chít thì không biết là trên máy quay mọi người có nhìn thấy rõ không, phải là ai đang xem bằng tivi lớn cơ thì mới thấy được cái số lượng điện gió ở đây thực sự rất là khủng khiếp. Cái khu vực ở chỗ đảo Vạn Vĩ này thì nó khá là tương đồng với thời tiết ở bên chỗ bãi tắm Trà Cổ kia, nên là mọi người thấy là nước nó cũng xem như nhau thôi, nó không bị đục quá bởi vì nó không ảnh hưởng bởi cái nguồn phù sa nào cả. Nếu như có cái con sông Ca Long ấy thì cái nguồn phù sa nó không bõ bèn gì cả, trừ khi là có những cái hôm trời động thì cát nó quẩn lên thì nó đục thôi. Nên đảo Vạn Vĩ này, à xin lỗi mọi người, bãi biển Vạn Vĩ cũng là một trong những cái địa điểm ưa thích của các khách du lịch Trung Quốc. Chắc là mình phải đi một cái khu nào đó đông đúc hơn thôi, chứ tầm này mình thấy nó hơi vắng. Ở đây mình đang thấy có một cái dàn xe giải trí rất là hay mọi người ạ. Nó có thể chạy ở trên bờ cát cũng như là chạy xuống dưới biển. Dưới biển thì cái bánh này nó sẽ trở thành cái chân vịt này này. Hay nhỉ? Đấy, kia là phao nổi đúng không? Cái này là để chơi đây, nó không giống kiểu là mình đạp vịt nhưng mà nó sẽ chạy bằng động cơ. Và động cơ này động cơ điện nhá. Để mình xem thử xem cái động cơ điện hay không. Đây, với cái kiểu như thiết kế này chắc là động cơ điện rồi, bởi vì nó có mỗi nó có những cái motor ở từng cái bánh này thì đây là động cơ điện luôn. À đây có cả chân sạc của nó đây này. Đúng rồi, đúng là xe điện mọi người ạ. Đúng là Trung Quốc có rất nhiều những cái dòng xe điên rồ thật. Đấy, họ sẽ nạp điện vào đây. Đấy. Không biết là một lần thuê sẽ là bao nhiêu tiền. Đấy. Cái này chúng ta mà chạy trên biển rất là thú vị đấy nhá. Ồ. Hay chưa? Đây à. Có một cái đây rồi, mình thấy có bảng giá đây. Bảng giá này thì là 98 đồng cho 10 phút. 180 đồng cho 20 phút, tức là chúng ta sẽ mất tầm khoảng ví dụ là 360 cho 10 phút. Thì ngồi được 4 người cũng rất là rẻ thôi. Con này thì nhỏ hơn này, con này ngồi chỉ được có 2 người thôi. Con này thì chỉ có 2 người ngồi thôi, nhưng con này thì chắc là giá nó sẽ rẻ hơn. Con này riêng tư này. Các bạn mà có bạn gái chở ra biển muốn làm gì làm. À ý là muốn chụp cái ảnh kiểu gì thì chụp ấy. Cũng may là thời tiết mùa thu này bây giờ nó cũng không giống mùa thu của ngày xưa nữa rồi, nên là nó vẫn có những cái ngày nắng rất là đẹp như thế này. Nhiệt độ này thì nếu như ai đủ can đảm thì vẫn có thể tắm được, nhưng bản thân mình thì mình không muốn cho lắm. Mình đi biển rất nhiều nhưng mà mình rất ít khi tắm biển. Đấy. Bà con người Việt ở đây đang mời chào khách du lịch lên trên thuyền để trải nghiệm, với cái mức giá thì nó cũng dao động khoảng 100-200 200-400 tệ. Tuy nhiên là đấy nó phụ thuộc vào cái giờ mà người đi. Đấy, những ai mà đội nón như này chắc là người kinh thế này. Ở phía đằng xa kia chính là mũi Sa Vĩ, từ đây mình vẫn có thể nhìn bằng mắt thường được. Và xa xa kia nữa là đảo Vĩnh Thực. Ô. Ôi giời. Ông là người gốc Việt hả ông? Việt Nam Hải Phòng. À dạ. Đồ Sơn Hải Phòng. Đồ Sơn Hải Phòng. Ô, từ nãy con gặp toàn người Đồ Sơn ấy. Con cũng ở Hải Phòng. Cái khu này là người kinh đó. À, người kinh nhất. Con cũng Hải Phòng đấy nhưng mà ở Kiến An. Vâng, chứ không phải là Đồ Sơn như ông. Mấy trăm đời rồi. Mấy trăm đời rồi, 500 đời rồi. Ừ, 500 đời. Ông họ gì? Ông họ gì? Họ Tô. Ơ lại họ Tô, họ ở đây họ gì nhiều nhất ạ? Họ Tô, họ Vũ, họ Đỗ, họ Nguyễn. À, Tô, Vũ, Đỗ, Nguyễn. Vâng. Nhưng mà hôm nay là mình đang mời khách du lịch đi trải nghiệm thuyền ấy. Ờ, đi quang đi chơi cái. À, một lần đi như thế một tiếng là bao nhiêu không? Một tiếng là nửa tiếng. Nửa tiếng là bao nhiêu? Một tiếng một người, một đồng 20 đồng Trung Quốc. À, 20 đồng Trung Quốc. Là một người đấy. Vâng, một người đấy. Thế thì phải gom bao nhiêu người thì mới lên được một thuyền đi? Chừng 7-8 người. 7-8 người mới được. Ờ. À vâng, con cảm ơn. À, ông đang chuẩn bị đi đón khách đây này. Thì 20 đồng một người nó rơi vào tầm khoảng 70.000. Là đi nửa tiếng. 70.000 đi nửa tiếng. Nhưng mà phải tầm khoảng đoàn tầm khoảng 7-8 người cơ. Ông đang mải chuẩn bị đón khách nên là mình không quay được nhiều.
có lẽ là những du khách ở xa này họ cũng đang cố gắng khi mà tới được đến chỗ Vạn Vĩ này, họ sẽ tận hưởng cái làn nước mát này. Ồ, chắc là dưới đấy nếu mà quậy quậy tí là mình nghĩ là cũng không lạnh lắm đâu. Các cô chú đang chụp hình rất là vui. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ tới với cả Vạn Vĩ nên họ cũng sẽ cố gắng là tắm biển. Đi đến biển mà không tắm biển thì hơi có lỗi. Đấy. Mình cứ tưởng là không có ai dám tắm cái thời tiết này nhưng mà hóa ra là từ nãy giờ cũng có nhiều du khách phết đấy. Mà nước hơi sâu mọi người ạ. Nước hơi sâu. Mọi người chơi rất là vui. Ở đây thì sẽ có một cái ống nhòm để làm dịch vụ đây. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải thanh toán. Mình thì mình không có thanh toán được bằng cái QR code này nên chắc là mình không trải nghiệm được. Nếu mà nó có thanh toán bằng tiền mặt thì tốt, nhưng mà tiếc quá. Trông rất là dễ thương, trông giống kiểu một chú robot đây này. Có mấy cái ống nhòm luôn, có tới cả chục cái. Hy vọng là bà con người Kinh gốc Đồ Sơn Hải Phòng ở đây thì sẽ luôn luôn giữ được cái tiếng nói. Nếu mà tuyệt vời hơn nữa thì giữ được chữ viết thì càng tốt. Nhưng mà nếu mà 400-500 năm trước thì mình nghĩ là người dân tộc Kinh gần đây họ sẽ sử dụng chữ Nôm ấy, chữ Hán Nôm ấy. Thì không sao cả, miễn là vẫn có thể giao tiếp bằng tiếng Việt cổ là được. Những hình ảnh rất là thân thiện như này. Hy vọng là mọi người khi mà tới với cả thành phố Đông Hưng thì cũng nên bớt chút thời gian để tới với đảo Vạn Vĩ để xem sự khác biệt giữa đảo bãi biển Vạn Vĩ và bãi biển Trà Cổ xem như thế nào. Và đến đây, đến một cái đất nước mà ngôn ngữ tiếng Việt không phải ngôn ngữ chung mà vẫn có người nói tiếng Việt thì mình rất là thấy vui. Hy vọng là mọi người sẽ thấy thích thú video này và nếu được thì mong mọi người có thể ủng hộ nếm qua việc là đặt tour Đông Hưng 2 ngày 1 đêm hoặc là 3 ngày 2 đêm đi sâu vào Nam Ninh. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Số điện thoại của nếm là 0846 218 218. Mọi người nhớ ủng hộ nếm để nếm có thể có chi phí đi quay những hành trình đặc biệt như này nhá. Tạm biệt.